Chị em nào bị nọng cằm nha, chị em nào khoảng bốn mấy tuổi mà da bị nọng cằm mà chảy xệ xuống thì sử dụng là lần đầu tiên. Mấy chị xài mà chị không mê thì sự tán trong mặt của em mấy chị ơi nè, nè mấy chị nha. Thì mọi người ơi, Lâm mới đi quay về cho mọi người nha. Và bây giờ Lâm sẽ quay với mọi người một cái món ăn mà cực kỳ Lâm yêu thích, đó chính là món hủ tiếu bún giò đầy mỡ. Đó, rất là nhiều mỡ nha vị nha. Đây, ta mỡ mà thẹp 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 như vậy nè, rất là nhiều luôn. Bò viên đồ này nọ nha. Thì mình cứ ăn đi quý vị nha. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ đúng không vị, ăn đi rất là ngon. Đây là hủ tiếu bà 67 nha, bà 67 nha. Cái bà bán hủ tiếu tên là 67 đó, thường thường là ta một là tên 6, hai là 7, ba là 67, bà 13 nó tên rất là xui luôn à. Ngon quá. Ngon. Ăn gì vậy? Ăn gì kệ bị đuôi hả? Hủ tiếu hả? Hủ tiếu nha. Mập sao mập được em ơi, có bí quyết hết trơn nha. Đâu mới về mặc đồ ngon vậy? Mới tập gym về. Trời ơi, tập gym vậy cho gì á, không định gì em ơi. Trời ơi, tập gym hả? Tập quán xuống. Ngon lắm, tướng cũng ngon á. Có hiểu chưa? Có hiểu chưa? Ghẹ hoài. Ồ, đẹp gái quá ta. Đẩy đà quá ta. Ngon ăn vừa miệng nha. Hít bụng cho em ơi. Ừ, bạn gái mở quá vậy. Tập hoài không đúng nào. Bí quyết. Đây, đem vợ em cái gì nha. Ngày hôm nay có bí quyết cho nó luôn. Đây, lần đầu tiên xuất hiện trên cuộc đời của em nha. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam luôn. Dạ. Gheo tan mỡ bụng trắng da thần kỳ. Đây là trường hợp như thế này. Dạ. Lạ quý vị. Lần đầu tiên có gheo tan mỡ, không phải mỡ bụng luôn, và tất cả các loại mỡ nha. Lần đầu tiên lạ lắm nha. Không phải bụng mà tất cả các loại luôn. Nọng nè, mặt nè, tay nè, đùi nè, đúng không? Mông, chỗ nào có mỡ là làm được hết. Tin không? Đây, thường thường đây, thường thường là gheo tan mỡ là sẽ nóng đúng quý vị. Nhưng đối với cái loại này là không nóng gì nha. Và đặc biệt là trắng da nha. Quý vị thấy mặt em đây rất là gọn quý vị. Chị em nào bị nọng cằm nha, chị em nào khoảng bốn mấy tuổi mà da mà bị nọng cằm mà chảy xệ xuống thì sử dụng là lần đầu tiên. Mấy chị xài mà chị không mê thì sự tán trong mặt của em mấy chị ơi nè, nè mấy chị nha. Cái gheo nó màu trắng thế này, và đặc biệt là gừng nha quý vị nha. Gừng rất là thơm luôn, và đặc biệt là dầu hạt táo quý vị thấy không? Trời ơi, nó hay lắm quý vị ơi. Nè, trắng da, mịn màng da, sáng da, và đặc biệt là tiêu diệt tất cả các loại mỡ thừa nha. Thường thường là không bao giờ mà mỡ gheo tan mỡ và xuất lên mặt là không bao giờ có chuyện nó xảy ra. Mà lần đầu tiên có. Hay vậy? Trắng da, đẹp da, sáng da luôn. Đây. Sao bữa giờ không nói em? Sự luôn. Ở đâu ra vậy? Thì ở đó người ta cho mới ship qua. Sức giao gì nha, nói chung là chỗ nào có mỡ là sức. Nên sẽ cho xịt ra miếng như thế này. Nóng không vậy? Hỏi đúng ngu luôn quý vị. Ăn sức trên mặt được mà em hỏi sức thì bụng em nóng không? Nha, cầm cầm coi. Mày trắng nữa hả? Hay vậy? Trời ơi, hay lắm. Hở bụng ra, hở bụng ra. Ô, bụng đen lắm, để gì? Đúng rồi, coi. Đó, mình phải sai, hiểu không? Lại sẽ làm trắng da nha, chị nào mà mở cái chỗ này cũng được luôn. Sức nha chỗ này giùm cho em nha quý vị nha. Không nóng cho gì nha, không nóng mà nó trắng da, sáng da nha. Mấy chị nào mà bị ngay cái nọng này nè là mấy chị chà giùm cho em nha. Nếu mà nóng, em trả tiền cho chị luôn. Thật sự khi mà sức vô thì nó nghe cái mùi gừng rất là thơm luôn nha quý vị nha. Và đặc biệt là dầu hạt táo. Và khi mà mọi người sử dụng thì mọi người nhớ massage giùm cho em 3 đến 5 phút nha. Massage. Đó. Là massage giùm cho em 3-4-5 phút nha. Đó, massage. Mình không cần đi tập gym, không cần chạy thể dục thể thao cực khổ 5 giờ sáng là phải chạy. Đã có cái này rồi, thần kỳ như vậy nha. Cái này được mang tên là Slimming Whitening Cream. Đó, dạng dạng là vậy. Nói chung là gheo tan mỡ trắng da thần thánh như vậy nha. Giá của một tiết tan mỡ bụng trắng da như thế này là 550 ngàn nha. Nhớ chú vị nha. Lâm khuyên mọi người nên mua một combo là gồm 2 chai thì được tặng rất là nhiều. Mua 1 chai được tặng cây son, mua 2 chai được tặng ủ trắng mặt thân hoạt tính, tặng phiếu môi chờ giảm giá 30% với lần mua tiếp theo. Lần đầu tiên một cái loại gheo tan mỡ có thể xức được nọng cằm đó. Thường thường là vụ mà bị này nọ là mình phải đi vô tiêm botox nè, đúng không? Mình phải đi hai full để đó mà nào để cho mặt mình nó gọn đó. Còn này nó chỉ the thôi, nó không ảnh hưởng da, đặc biệt là trắng da và sáng da. Mọi người xài là mọi người khoái liền nha. Nóng không Quỳnh? Không, không hề nóng, rất là the những gì nha, rất là ok. Vậy bây giờ Lâm xin hướng dẫn quý vị cách mà để phân biệt hàng nhái và hàng giả như vậy nha. Rất là đơn giản thôi. Thì ở trên cái chai này nó sẽ có một cái tem chống hàng giả như thế này nha. Mọi người nhìn kỹ giùm cho Lâm. Nó có chữ là
G C H G V V M C. Mã số gửi đến 8077, mọi người soạn cái chữ đó và gửi đến 8077 là sẽ được nhận cái chữ là hàng thật như vậy nha. Và đặc biệt là trên cái nóc này, đây, nó có in một cái chữ nổi. Một cái chữ nổi là cái chữ này là bên nước ngoài gì nha, mới in được, Việt Nam mình in không được như vậy nha. Có tên thương hiệu trong cái chữ này. Nói chung là rất là đơn giản và ngày hôm nay rất là nhiều khuyến mãi nha Quỳnh nha. Khuyến mãi gì vậy? Bây giờ nếu em mua một hộp như thế này, là công ty tặng cho em một thỏi son như thế này. Mà son là son hàng xịn nha anh em nha. Nhiêu tiền? 290.000 nha, 290.000. Fresh Mew. Nói chung là tiếng Anh, nói chung là rất là ok nha. Cũng tem chống hàng giả. Trời ơi, đánh son là mê liền. Bây giờ nè, vừa tan mở bụng nè, vừa có son mà đánh luôn, mở giùm anh. Đó, là khuyến mãi cho chị nha. Nếu như mà mọi người mua hai chai như thế này thì mọi người sẽ được tặng một tiếp ủ trắng mặt thân hoạt tính như gì nha. Trắng da mịn màng, da đẹp, da sáng da, và giá của nó là 390.000. Quý vị thấy không, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời, thiệt sự luôn, vừa tan mỡ, vừa trắng da, mịn màng da, sáng da, và đặc biệt là tan tất cả động cầm đồ này nọ như gì nha. Chỗ này đồ chúng ta có sức đồ massage, và nhớ massage từ 3 đến 5 phút. Giá của một tiếp tan mỡ bụng trắng da như thế này là 550.000 nha. Nhớ quý vị nha, lâu khi mọi người đã mua một combo là gồm 2 chai thì được tặng rất là nhiều. Mua một chai được tặng cây son, mua 2 chai được tặng ủ trắng mặt thân hoạt tính, tặng phiếu môi chờ, giảm giá 30%. Với lần mua tiếp theo thì còn chần chờ nữa, mọi người hãy sở hữu một tiếp như thế này để cái thương hiệu AE Skin mà rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đã tin dùng như vậy nha. Và lần đầu tiên có một loại gel tan mỡ mà có thể xích được nọng cằm, bởi vì cái da mặt chúng ta nó rất là dị ứng cũng như là nó rất là bị mẫn cảm như vậy nha. Nếu như mà cái loại nào đó mà nó nóng sẽ làm da mình mẫn đỏ lên. Nhưng mà quý vị thấy không, da vừa tan mỡ mà vừa trắng vừa sáng nữa thì bây giờ còn chần chờ nữa, bây giờ xích đi Quỳnh ơi. Đây, tay đây, tay đây. Này, không, xích tay nè. Đây, không nóng như vậy nha, hãy yên tâm. Tay mà ví dụ bị như vậy thì mọi người cứ xích như vậy và massage đều cho Lâm. Trắng da nữa nha mọi người. Vừa trắng da, vừa trắng da, vừa dưỡng da, vừa tan mỡ gì nha. Mà cảm giác rất là the, đặc biệt là mùi gừng nhớ vị nha. Rất là, anh rất là ấm như là the nha. Rất là ok luôn. Chứ không phải là khó chịu. Quý vị ơi, nếu như mà một cái loại mà tan mỡ mà xích nhiều như thế này thì nó rất là nóng, có khi là phỏng da như gì nha. Nhưng mà quý vị yên tâm, đã có sản phẩm Air Skin đó, một cái dòng rất là mới chuyên về tan mỡ nha. Còn chần chờ nữa hãy sử dụng để một làn da thật là trắng, cũng như là không còn mỡ nữa, không còn mất thời gian đến phòng gym nữa. Giá của một tiếp tan mỡ bụng trắng da như thế này là 550.000 nha. Nhớ quý vị nha, lâu khi mọi người đã mua một combo là gồm 2 chai thì được tặng rất là nhiều. Mua một chai được tặng cây son, mua 2 chai được tặng ủ trắng mặt thân hoạt tính, tặng phiếu môi chờ, giảm giá 30% với lần mua tiếp theo. Thì còn chần chờ nữa, mọi người hãy sở hữu một tiếp như thế này để cái thương hiệu AE Skin mà rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đã tin dùng như vậy nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Lê Vũ Lâm và vợ của Lê Vũ Lâm. Mọi người nhớ hãy sử dụng và cảm nhận nha. I love you mọi người. Xin chào mọi người.